trăm lần lúc tôi từng là mẹ của tôi, lớn hơn đôi trở lại một tầm tôi. Mẹ ơi, con đã lên giữa một vòng tay. Em nhớ cái bài của anh Hải không? Đang bài kế bài đó nha. Mẹ ơi, mai không về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó cái âm thanh chỉnh đúng là hát rất là hay luôn á. Bấm bài máy, cái điện thoại của nó nè.